đấu phá thương khung phần 5 tập 45. Sàn Nam Học Viện đã giao thủ với Hắc Minh, thế lực hai bên triệt để nổ ra tranh đấu. Tiêu Viêm thì đối đầu với Hàn Phong nửa bước đấu tông, hắn thừa cơ hội dung hợp phần nộ hỏa liền. Đó hỏa liền trông rất bình thường, vậy nhưng uy lực lại không tầm thường. Hắn cũng bất ngờ vì uy lực của đó hoa trên tay, đó hoa rời khỏi tay, liên tục quay với tốc độ càng lúc càng nhanh. Hàn Phong tỏ rõ e ngại, uy lực e là còn kinh khủng hơn 2 năm trước, gã không thể khinh thường được, cho nên cũng bộc phát ra uy lực, hỏa diễm cuồn cuộn như cơn sóng, sau đó tập hợp lại thành một con hổ. Nhìn chiêu thức này, Tiêu Viêm cũng phải khen ngợi. Có thể ngưng tụ ra dị hỏa hình thức phức tạp này, cần phải có lực lượng mạnh mẽ và trình độ khống hỏa cũng phải rất cao. Cả hai đồng thời phóng ra công kích, đó hoa và con hổ lao vút đi và đâm vào nhau phát nổ. Vụ nổ quá hoành tráng, dư chấn nhanh chóng lan ra xung quanh. Những người không nhanh chân lập tức bị hỏa diễm nóng bỏng đốt cho tàn xác. Dư chấn cũng khiến trận chiến của Tô Thiên phải gián đoạn. Tô Thiên cảm thấy mình vẫn xem nhẹ Tiêu Viêm rồi. Tiểu tử đó không ngờ lại cản được chiêu thức của nửa bước đấu tông. Kim Ngân nhị lão cảm thấy tình hình không còn khả quan nữa. Hàn Phong e là tự thân khó bảo toàn rồi. Còn dây dưa tiếp thì bọn họ sớm muộn cũng thua dưới tay Tô Thiên. Đám người Lâm Tù Nhai, Liễu Kinh cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ và bội phục. Chỉ 2 năm thôi mà cách biệt thực lực đã khác biệt lớn tới như vậy. Loại tốc độ tu luyện kinh khủng này đã không phải là thiên phú nữa. Họ biết đây hoàn toàn là nhờ cơ duyên của Tiêu Viêm. Đột nhiên, Tiêu Viêm lao xuống bên dưới, tưởng là hắn sắp gặp chuyện không may rồi nên cả đám lập tức xông lên định trợ giúp. Cũng may có Tô Thiên ngăn cản lại. Nhìn thấy hắn không sao, mọi người cũng thở phào vui mừng. Hóa ra hắn lao xuống bên dưới là để truy đuổi Hàn Phong mà thôi. Sau chiêu giao thủ vừa rồi, Hàn Phong đã bị thương, thân thể bị đánh cho tan xác và rơi xuống. Nhìn thấy nam chính đã tiếp cận lại gần, Hàn Phong cực kỳ hoảng loạn. Tiêu Viêm vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại, hắn tuyên bố tiễn đưa một đoạn đường. Đi cùng với lời nói này là một đấm được tung ra. Hàn Phong bay như trong chóng, đâm xuyên mấy ngọn núi, cơ thể nằm ngã ngửa dưới đất không đứng dậy nổi. Tiêu Viêm lấy ra Huyền Trọng Xích, định kết liễu tên phản đồ này. Đám người Hắc Minh muốn lao lên giải cứu, vậy nhưng bị các trưởng lão ngăn cản. Đột nhiên lúc đó, một bóng đen chẳng biết từ đâu xuất hiện. Xem bộ dạng thì kẻ này chính là người của Hồn Điện. Tên kia nhanh chóng xuất thủ ngăn cản Tiêu Viêm lại. Trước đó, Hàn Phong đã đem tin tức Dược Lão đang ở trong người Tiêu Viêm, nên mục đích hôm nay có mặt ở đây chính là vì Dược Lão. Công kích của gã vô cùng quỷ dị, Tiêu Viêm cũng bó tay. Bà nãy mạnh mẽ vô cùng, vậy nhưng bây giờ lại quá yếu ớt trước cường giả Hồn Điện, chỉ dùng một đòn mà đã phân thắng bại. Đúng lúc hắn sắp bị đưa về đất mẹ thì Mỹ Đỗ Toa xuất hiện ngăn cản đòn công kích. Mục đích cứu hắn là vì nàng muốn tự tay lấy mạng của tiểu tử này, không cho phép bất cứ kẻ nào nững tay trên của mình. Sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn phá vỡ thế cục. Vậy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như người của Hồn Điện không xuất hiện thì Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ không ra mặt. Hơn nữa, Hàn Phong đã phải nhận lấy cái chết rồi. Mỹ Đỗ Toa vào một trường đánh bay Tiêu Viêm ra ngoài, sau đó lại tiền chân sút Hàn Phong dính vào tường và chính thức về chỗ với tổ tiên. Tuy tức giận vì nữ nhân này tự xưng đánh mình, vậy nhưng hành động sau đó lại khiến hắn phải thốt lên khen ngợi. Đám người bên ngoài giật mình vì hành động không kiêng nể này. Tên cường giả Hồn Điện động thủ định thu vũ khí lại, vậy nhưng lập tức bị Mỹ Đỗ Toa chấn bay đi. Nàng ta không ngần ngại ném trả vũ khí cho gã ta, đồng thời tuyên bố mình đã nhận cái mạng của Tiêu Viêm rồi, người khác không có tư cách. Lời này chẳng khác nào là đang mỉa mai, cho nên gã ta cũng tỏ rõ phẫn nộ. Nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu này với Hồn Điện, mà nàng chính là người đầu tiên. Mỹ Đỗ Toa lại nhạt yêu cầu đối phương mau cút khỏi đây, hôm nay gã không có cơ hội ra tay đâu. Tên kia thừa nhận mình hôm nay đúng là không có cơ hội ra tay, nhưng nhiệm vụ cũng không phải là giết tiểu tử đó. Gã chỉ cần xác nhận linh thể của Dược Trần đang ở trên người hắn thì coi như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn cái mạng nhỏ kia tự sẽ có cường giả Hồn Điện tới lấy. Trước khi rời đi, gã ta cũng không quên thu thập linh hồn của Hàn Phong. Tiêu Viêm tiến lại kiểm tra Hàn Phong. Tuy Hàn Phong đã chết, thù cũng báo được, vậy nhưng đáng tiếc là dị hỏa cũng bị Hồn Điện lấy đi mất. Tranh thủ không có ai chú ý, Kim Ngân nhị lão lập tức quay xe chuồn là thượng sách. Tô Thiên ra lệnh về quét toàn bộ dương nhiệt. Tiêu Viêm lấy được một chiếc nhẫn chữ vật của Hàn Phong. Nãy giờ mải mê chú ý tới mà bỏ quên mất Mỹ Đỗ Toa. Quay đầu lại nhìn thì nàng ta đang nhìn chăm chăm vào mình. Tiêu Viêm giật mình hốt hoảng, cố gắng dùng lời lẽ hòa hoãn và cũng không quên cảm ơn nàng đã xuất thủ tương trợ. Mỹ Đỗ Toa bộc phát lực lượng rồi chậm rãi bước lại gần Tiêu Viêm. Tô Thiên nhanh chóng đứng ra ngăn cản. Tiêu Viêm vội trấn an lão không cần quan tâm, suýt chút nữa là đem mối quan hệ của hai người nói ra. Cũng may là Mỹ Đỗ Toa kịp thời chặn họng. Mỹ Đỗ Toa cảnh cáo rồi hứa hẹn lần sau sẽ lấy mạng của hắn. Nói xong liền rời đi. Tô Thiên rất thắc mắc,
tại sao tiểu tử này lại khiến cho nữ nhân kia giận dữ muốn giết người giải hận. Tiểu Viêm lập tức chuyển chủ đề bằng cách đưa nhẫn chữ vật của Hàn Phong cho lão. Lúc trước, Hàn Phong vì chiếc nhẫn chữ vật này mà tốn không ít sức lực. Nghe nói, bảo vật trong đó rất có giá trị. Vậy nhưng bởi vì đây là chiến lợi phẩm của Tiêu Viêm, cho nên ông lập tức đưa lại cho hắn cất giữ. Tô Thiên nhắc nhở, hành động lần này của hắn đã khiến cho hồn điện chú ý tới. Tổ chức thần bí đó cũng không phải là thế lực bình thường. Tiêu Viêm vẫn tự tin, cho dù bọn chúng không đến tìm mình, thì hắn cũng sẽ tìm chúng để tính sổ. Sớm muộn cũng phải đối đầu mà thôi. Nhân lúc hồn điện chưa tới, bọn hắn vẫn nên trị thương gia tăng chút thực lực. Sau này hắn sẽ tự biết được sức mạnh của hồn điện mà thôi. Rất nhanh sau đó, những sư nghiệt bỏ chạy cũng bị bắt lại. Vẫn còn một vài tên may mắn chạy thoát. Vậy nhưng mà bọn chúng cũng chẳng có tạo được sao uy hiếp gì cả. Hắc Minh đến đây coi như là khí số đã tận. Mọi người vô cùng vui mừng vì chiến thắng lần này. Trở về học viện, Tiêu Viêm liền bế quan tu luyện. Quá trình tu luyện vô cùng thuận lợi. Lạc độc hoàn toàn đã biến mất. Hiển nhiên là 2 năm qua ở trong lòng đất đã thanh trừ hoàn toàn độc tố trong cơ thể. Chỉ đáng tiếc là hắn vẫn còn chưa quen với việc khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm. Muốn điều khiển một cách tự nhiên, chỉ có luyện tập thành thạo mới được. Thực chất, dị hỏa màu xanh mà hắn ta đang sử dụng là dung hợp từ 2 loại dị hỏa mà thành. Lần đầu tiên xuất hiện và không được xếp vào dị hỏa bảng, hắn đặt tên cho nó là Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Sau đó, lấy ra quyền đấu kỹ mà ngày trước Huân Nhi đã đổi cho. Giờ cảnh giới đã đạt điều kiện, ngay khi mở ra cấm chế, quyền trục lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Linh hồn hắn tiến nhập vào trong quyền trục, đấu kỹ có tên Đế Ấn Quyết, đẳng cấp địa giai cao cấp. Tương truyền do cường giả viễn cổ đấu đế sáng tạo ra, tổng cộng có 5 thức, tu luyện được 5 ấn liền có thể rời sông lấp biển, thôn phệ thiên địa. Đến đỉnh cao có thể ngang với đấu kỹ thiên cấp, vô số ánh sáng tập trung lại tạo thành thân ảnh của Huân Nhi. Đây chỉ là ấn ký mà nàng ta để lại. Nàng cho biết, Đế Ấn Quyết là một trong các đấu kỹ cao thâm nhất trong tộc của nàng. Bây giờ nàng mới chỉ tu luyện đến thức thứ 2, cho nên trước mắt chỉ có thể để lại cho hắn 2 thức này. Thức đầu tiên cần cảnh giới đấu vương, và nhưng thức thứ 2 lại cần thực lực đấu hoàng mới có thể tu luyện. Ngoài ra đấu kỹ này là bí truyền của gia tộc nàng, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Nếu để lộ ra bên ngoài thì tộc của nàng chắc chắn sẽ phái người tới thu hồi. Truyền đạt xong, thân ảnh Huân Nhi cũng tan biến. Tuy chỉ gặp nhau ngắn ngủi, vậy nhưng đây cũng là sự động viên lớn đối với hắn. Không chờ đợi thêm, hắn lập tức bắt đầu tu luyện thức thứ nhất, Khai Sơn Ấn. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!